Quý vị và các bạn thân mến, năm nay dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Phú Thọ vẫn nỗ lực duy trì mức thưởng Tết ổn định như năm trước để khích lệ người lao động. Trong năm 2022, công ty cổ phần bia Sài Gòn Phú Thọ luôn bảo đảm việc làm và mức lương ổn định để người lao động yên tâm gắn bó. Các chế độ tiền lương thưởng Tết được công ty thực hiện đầy đủ. Mỗi người được thưởng một tháng lương cơ bản và lương tháng thứ 13. Đây là sự ghi nhận của công ty đối với đóng góp của người lao động. Về cái Tết dương lịch này thì nó mặc dù nó khó khăn nhưng mà công ty cũng tạo điều kiện thưởng cho cán bộ công nhân viên là một tháng lương Tết dương lịch cộng với chi một tháng lương 13. Tổng thu nhập bỏ 2 tháng là được khoảng 16 triệu. Tôi thấy là rất phấn khởi. Công ty chúng tôi có 116 lao động. Được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty thì trong cái dịp Tết âm lịch và dương lịch này chúng tôi đã trích hơn 3 tỷ đồng để chi cho cán bộ nhân viên. Với sự quan tâm này thì cũng góp phần để cho cán bộ nhân viên là ổn định cuộc sống cũng như là lo cái Tết đầm ấm vui vẻ trong gia đình. Dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, doanh thu giảm so với năm trước, nhưng công ty cổ phần Tassa Group, khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vẫn bố trí việc làm cho công nhân, duy trì mức thưởng Tết như năm ngoái. Tùy từng vị trí mà người lao động có mức thưởng khác nhau, cao nhất là 250 triệu đồng, thấp nhất là 16 triệu đồng. Tổng số tiền doanh nghiệp thưởng Tết cho trên 1.200 lao động là 36 tỷ đồng. Đối với người lao động trong công ty đã có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên sẽ được thưởng với mức thưởng bình quân chung toàn công ty khoảng 30 triệu đồng trên người. Riêng đối với khối công nhân sản xuất khoảng 16 triệu đồng trên người và mức thưởng cao nhất là 250 triệu đồng. Với cái mức thưởng đó, chúng tôi hy vọng là để giữ chân được người lao động và để người lao động yên tâm công tác. Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có trên 3.000 doanh nghiệp công bố kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Đa số các doanh nghiệp có mức thưởng Tết bằng một tháng lương. Ngoài tiền lương, tiền thưởng, tùy theo điều kiện, các doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ, tặng quà cho người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết cổ truyền, giúp họ đón Tết ấm áp, đầy đủ hơn.